Ngày 23 tháng 1, đội 5 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa hai vụ đá gà và đánh bạc với tiền cược lên đến hàng trăm triệu đồng ở quận 2 và quận Tân Phú. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an quận Tân Phú bất ngờ kiểm tra bãi đất trống trên đường Lê Trọng Tấn, bắt quả tang 72 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Qua kiểm tra, thu giữ tang vật hơn 600 triệu đồng, 82 điện thoại di động và 39 xe máy. Phòng cảnh sát hình sự cũng phối hợp công an quận 2 bắt quả tang tụ điểm tổ chức đá gà và đánh bài ăn tiền, thu giữ hơn 250 triệu đồng tiền mặt cùng 33 điện thoại di động, tạm giữ 16 xe máy và 1 ô tô.